Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề vì sao người ấy bỗng trở nên lạnh lùng, xa cách với bạn, các bạn nhé. Các bạn thân mến, vào một ngày bạn phát hiện ra là người ấy bỗng dưng lạnh lùng với bạn. Mấy hôm trước họ còn vui vẻ với bạn, háo hức muốn gặp bạn, nhưng hôm nay thì có vẻ như là điều đó không còn. Những tin nhắn qua lại dường như khô khan, những lúc nói chuyện qua điện thoại với người ấy, bạn cảm giác như là người ấy không còn tình cảm, ấm áp trong tiếng nói nữa. Họ thờ ơ đến khó hiểu. Vậy điều gì đang xảy ra vậy? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn và bạn cảm thấy lo lắng, bất an. Có phải là họ không yêu mình nữa không? Hay là có chuyện gì đó đang xảy ra với người ấy? Chúng mình cùng phân tích vấn đề này nhé. Các bạn thân mến, trước hết, trong mỗi con người chúng ta, ngoài tình yêu ấy thì còn rất nhiều những việc khác cần phải giải quyết. Ví dụ như là chuyện ở công ty, chuyện trong gia đình, chuyện giữa bạn bè với nhau, rồi các mối quan hệ xã hội khác, vân vân. Đôi khi con người ta bị quá sức, bị stress bởi những cái mối quan hệ đó, dẫn đến việc là họ tỏ ra rất là mệt mỏi. Trong trường hợp này, họ có thể có một chút nào đó thiếu quan tâm đến bạn, bởi vì họ bị phân tâm với những mối quan hệ như mình vừa nói. Nếu bạn xác định được điều này, bạn phải cảm thông cho người ấy. Rõ ràng bạn là người bạn gái hay bạn trai lý tưởng thì bạn phải thấu hiểu được cái cảm xúc của họ lúc này. Bạn đừng vội vàng nhắn tin hay là gọi điện để giận dỗi, để trách móc người ấy khi chưa tìm hiểu nguyên nhân là gì. Hành động của bạn chỉ khiến cho người ấy thêm phần mệt mỏi hơn, stress hơn, bực bội hơn. Và như thế, nó sẽ kéo mối quan hệ của bạn xấu hơn. Cái câu hỏi anh không còn yêu em nữa hay sao? Nó chẳng có chút giá trị nào cả trong lúc này, ngoài việc nó bớt đi chút hoang mang cho bạn. Nhưng như mình vừa nói, nếu thực sự là người ấy đang có một cái vấn đề khác ấy, thì những câu hỏi của bạn chẳng khác nào là giọt nước tràn ly cả. Trường hợp thứ hai ấy, nếu người ấy thực sự không còn yêu bạn, lạnh nhạt với bạn và nó chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chia tay chẳng hạn, thì theo mình, bạn cũng chẳng cần phải làm gì cả. Nên nhớ rằng bạn chỉ đang phỏng đoán, khi chưa hiểu rõ vấn đề gì thì hành động tốt nhất là chờ đợi. Bạn phải để cho người ấy có một khoảng cách và một khoảng thời gian nhất định để họ giải quyết những cái vấn đề mà họ đang làm, hoặc là định hình lại tư tưởng của họ. Ví dụ như là họ đang chán bạn thật và lạnh nhạt với bạn, thì họ cần thời gian để họ xử lý mối quan hệ với bạn như thế nào. Cuối cùng, họ sẽ phải có câu trả lời về những thắc mắc của bạn. Không cần thiết bạn phải truy hỏi người ấy rằng là vì sao người ấy lại lạnh nhạt với bạn đâu. Chứ cần thiết bạn phải hỏi câu đó nếu như người ấy chưa nói gì. Một trường hợp nữa, khi người ấy lạnh nhạt với bạn, trước tiên bạn cần xem lại những cách đối xử của bạn với người ấy có vấn đề gì không. Đặc biệt là đàn ông ấy, việc lạnh nhạt và xa cách người con gái có thể là do cách đối xử của đối phương. Họ cảm thấy rằng họ đang lún sâu vào một mối quan hệ mà chủ yếu mang lại cho họ những cái cảm xúc tiêu cực. Họ nghe được những cái lời góp ý nào đó và họ bắt đầu lùi lại để xem xét lại những cái lời góp ý đó của người khác, xem nó có chính xác hay không. Có phải bạn đang kiểm soát họ hoặc đang không tôn trọng họ hay không? Và khi bạn rượt đuổi theo họ, bạn thấy bất an và bạn muốn níu kéo, thì người ấy càng lùi lại và tạo ra khoảng cách xa hơn với bạn. Mình ví dụ như khi một người đàn ông yêu một cô gái và họ bị cô gái kiểm soát quá mức. Chẳng hạn anh chàng đi đâu, cô gái cũng hỏi, làm gì cô ấy cũng muốn bạn trai phải báo cáo. Thì rõ ràng họ thấy mối quan hệ đó thật là ngột ngạt, họ mất tự do và muốn thoát khỏi ra khỏi cô gái đấy. Trong trường hợp này, bạn vẫn nên giữ thái độ như mình đã nói là cho họ một khoảng không gian riêng, đừng cố đeo bám và truy vấn họ. Khi họ lùi lại để tạo ra khoảng cách với bạn, thì bạn đừng cố tiến đến để rút ngắn khoảng cách với họ. Mà ngược lại, bạn cũng nên lùi về phía sau. Khi người ấy lạnh nhạt với bạn, bạn cũng lạnh nhạt với họ.
bạn cũng phải tỏ ra cho người ấy thấy là người ấy đối xử với bạn thế nào, thì bạn đền đáp lại tương tự như vậy. Tất nhiên trước đó ấy, bạn phải là người độc lập, phải là người không phụ thuộc vào họ thì bạn mới làm được điều này. Cái giá trị bản thân mà mình hay nói đến ấy, trong trường hợp như thế này, nó có tác dụng vô cùng lớn. Dù các bạn có tin hay không, thì mình cũng thành thật rằng khi người yêu của bạn lạnh nhạt với bạn ấy, thì không phải là nó xảy ra một cách đột ngột đâu ạ. Ví dụ ngày hôm trước, bạn và người ấy còn vui vẻ bên nhau, còn rất là tình cảm, thì ngày hôm sau họ không thể ngay lập tức mà lạnh nhạt, thờ ơ với bạn được, trừ khi hai người giận dỗi nhau. Còn nếu lạnh nhạt, xa cách, nó phải xảy ra trong một khoảng thời gian dài, tích tụ những cái tiêu cực nảy sinh trong mối quan hệ của hai người. Tức là gì ạ? Là những cái dấu hiệu đã xuất hiện từ lâu rồi, nó báo hiệu cho bạn, nhưng bạn không phát hiện ra, hoặc là bạn phát hiện ra, nhưng bạn không sửa chữa nó. Chẳng hạn, mình ví dụ như bạn lái một chiếc xe mô tô hàng ngày vậy. Hôm trước bạn khởi động một lần, nó chạy được ngay. Ngày hôm sau bạn khởi động hai lần, nó mới nổ máy. Và ngày hôm sau nữa, bạn phải khởi động đến 3 lần. Và rồi đến ngày tiếp theo thì nó không khởi động được nữa. Rõ ràng là gì ạ? Chiếc xe đã có dấu hiệu là nó có sự cố gì đấy, có sự hỏng hóc gì đấy. Nhưng bạn đã không quan tâm đến những cái dấu hiệu đấy. Và cái chỗ hỏng hóc đó nó trầm trọng dần, và rồi đến một ngày là nó hỏng hẳn. Tương tự trong tình yêu cũng thế, giữa bạn và người ấy đã có những trục trặc, đã có những vết rạn nhỏ, đã có những khúc mắc, nhưng bạn lại không kịp sửa chữa. Những cái mâu thuẫn đó nó tích tụ dần và nó lớn dần theo từng ngày, và đến khi nó không chịu đựng được nữa thì nó sẽ phát nổ, đơn giản là như thế. Tuy nhiên, các bạn thân mến, tình yêu dù có chân thành và sâu sắc đến đâu thì cũng có lúc thế này, lúc thế khác. Sông có khúc, người có lúc, phải không ạ? Nó như con sóng ấy, lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao, lúc thấp, lúc thì cồn cào, lúc thì nhẹ nhàng, rào rạt. Tình yêu cũng vậy, không thể lúc nào bạn cũng duy trì được cảm xúc yêu mãnh liệt, nhớ nhung da diết như thuở mới yêu được. Trong một giai đoạn nào đó, bạn hoặc người ấy cũng thấy mệt mỏi, cũng thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng các bạn đừng quá lo lắng. Nếu các bạn thuộc về nhau, yêu nhau bằng sự chân thành, thì những giai đoạn như thế này nó thực sự đáng quý với các bạn. Vì sao mình lại nói đó là sự đáng quý? Bởi vì chỉ có những giai đoạn này bạn mới có thể thử thách tình yêu của mình. Bạn mới nhận ra rằng đâu mới là tình yêu đích thực của mình. Và đồng thời, nó cũng trang bị cho các bạn những kỹ năng để sửa chữa, để khắc phục những vết nứt trong tình cảm, không chỉ ở hiện tại mà còn cả tương lai sau này. Còn nếu bạn chỉ mới quen người ấy một thời gian mà người ấy tỏ ra lạnh nhạt với bạn, thì điều này càng dễ giải thích. Có thể là sự hấp dẫn của bạn không đủ lớn với người ấy, hoặc người ấy chưa có ý định tiến xa hơn với bạn chẳng hạn. Trong trường hợp này, bạn vẫn nên cho người ấy thấy giá trị của bạn, nhưng cũng đừng đeo bám họ. Hãy cứ tập trung vào cuộc sống riêng của bạn, xây dựng một cuộc sống xung quanh bạn thật tuyệt vời là cách duy nhất để tạo ra sự hấp dẫn. Như bạn trồng một vườn hoa chẳng hạn, hoa càng đẹp, hoa càng thơm thì càng thu hút được nhiều ong bướm. Chủ đề ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ theo dõi kênh, nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới nhất nha các bạn. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong các chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.